Rồi, chào tất cả anh em nha. Đó, quay cho anh em xem một cái cây mận. Đó anh em, nè, cho thấy nè. Quá đẹp, quá dễ thương luôn. Đó, mận Hoàng Yến. Đó, dòng này anh em về trồng vô chậu rồi có trái chơi quanh năm luôn nha. Nè, anh em xem nè. Đó, trái này trái thiệt chứ không phải trái dán keo nha anh em. Quay cận cảnh cuốn luôn cho anh em xem nè. Đây, trái, đây trái như thế này nè. Mận Hoàng Yến. Đó, chuyên dùng để làm được bonsai. Đó, anh em xem cái cây nhỏ xíu rồi mà có trái nè, cực kỳ dễ thương không? Giờ anh em trồng vô chậu rồi có trái là chơi thôi. Hoàng Yến nha anh em, mận này là mận Hoàng Yến. Đó, trái này nó mới vừa chín nè, rồi chín nó đỏ đỏ nữa. Nó mới hồng hồng rồi, ăn được nha anh em, trái nó cỡ rồi. Nè. Nó tay gặt cái em. Cái tay cái. Cực kỳ dễ thương luôn. Dòng này ra trái quanh năm. Nó đi giới thiệu cho anh em biết cái giống mận Hoàng Yến. Đó là cây nhỏ, đây cây lớn nè. Đây cho anh em xem. Cái này hổm trái vừa xong lãi bớt rồi. Để nhiều quá nó suy cây. Đây, đây cũng là mận Hoàng Yến nha anh em.